Lưu Quỳnh, có phải kiếm pháp của ta tiến bộ rất nhiều không? Lưu Quỳnh, không lẽ chúng ta lại ở mãi trên núi này hay sao hả? Không được, ta phải tới Tuyệt Vọng Cốc để mà tìm Long Nhi. Có đi chung với ta không? Vậy thì mình đi. Đi Quỳnh, làm sao vậy? Đi Tuyệt Vọng Cốc phải đi hướng Bắc chứ, tại sao đi về hướng Nam vậy? Tôi đi về hướng nam là muốn ta tới Nam Hải để mình gặp Long Nhi. À nè, Long Nhi đã được Nam Hải thằng Nhi dẫn đi, ta phải đi về hướng nam mới tìm được cô ta chứ hả? Thằng Điêu suy nghĩ thật là chu đáo, chúng ta đi hướng nam nha ha. Ừ, phải ở lại đây còn bàn việc cứu nước với Quách Đại Hiệp. Dạ sư phụ. Sư phụ à, không ai rồi, bọn đạt tử lại tấn công nữa rồi hả? Long Nhi đi lại dòng chữ 16 năm sau mới được gặp mặt. Nếu như chưa đủ 16 năm thì cô không chịu gặp mặt đâu. Chúng ta có đợi ở đây cũng lại công vụ. Ta muốn trở về Trung Nguyên làm những chuyện có ý nghĩa. 16 năm sau
trở về đời của tại đoạn trường nha. Huynh nói có được không? Nếu như huynh đồng ý, vậy thì chúng ta cùng nhau lang thang giang hồ, tư cương phồn, anh hiệp trường nghĩa, vì cự những nỗi bất bình trong thiên hạ. Bẩm cáo tứ hoàng tử, Kim Luân Pháp Vương trở về. Quốc sư trở về rồi hả? Theo bổn sư ra ngoài nghênh đón quốc sư. Sư ngàn dặm xa xôi phong trần lặn lội trở về đây giúp bổn vương. Bổn vương sẽ cùng chung uống một ly với quốc sư. Quốc sư, bổn vương xin mời. Không dám. Tạ đại vương, cách biệt 15 năm, đại vương vẫn còn phong độ như là ngày xưa. Nè, mời. Quốc sư 15 năm qua tìm tu ở Tây Tạng, tin chắc võ công tiến bộ hơn hẳn ngày xưa, có phải không? Nhờ hồng phước của đại vương, bổn tọa mười mấy năm qua tìm tu khổ luyện, kể như không uổng công. Bây giờ võ công của tôi đã lên tầng thứ 10 rồi. Hả? Long tướng ba lạc công là môn võ công bí truyền. Xưa nay mật tôn cao tăng chỉ luyện tới tầng thứ 7, thứ 8. Và quốc sư có thể xông phá được cái tầng thứ 9 khó khăn như vậy, đạt tới tầng thứ 10 cảnh giới cao nhất. Đó thật sự là một điều đáng mừng lắm. Võ công của bổn tọa có tu vi như vậy, nói như vậy phải cảm ơn tiểu tử vừa quá. Tại sao lại nói như vậy? Năm xưa bản tọa đã thua ở dưới sông kiếm hợp bích của Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Đó là nỗi nhục lớn nhất ở trong đời của tôi. Tôi đây đã thề khổ tu võ công, ngày nào đó sẽ đánh bại bọn chúng mới được. Võ công ngày hôm nay của quốc sư, Dương Quá và Tiểu Long Nữ làm sao mà lại đối thủ chứ? Lần này bổn tọa trở về Trung Nguyên, một mặt là muốn phục vụ cho đại hãn, giúp đại dương công hãm thành Tương Dương, và một phương diện khác muốn tìm vợ chồng Dương Quá để trả thù. Được, có quốc sư giúp đỡ, bổn dương như là cọp thêm cánh, tấn công Tương Dương trong vòng đại mai. Hãy không, quá trình thuộc lòng bình thường, giỏi tài điều binh khiển tướng, hành quân rất giỏi. Thêm vào Hoàng Dung hỗ trợ bên cạnh, hai người đã thủ thành Tương Dương bao nhiêu năm rồi, không phải là hạng tầm thường đâu. Đại vương, chúng ta đừng có nên khinh địch. Quốc sư nói đúng lắm, chúng ta tấn công Tương Dương lâu như vậy không được, tất cả đều hoài công vô ích. Cho nên thấy vợ chồng Quách Tĩnh quả nhiên hơn hẳn mọi người. Lần này tấn công lần nữa nhất định thành công, không để thất bại. Bổn vương sẽ cẩn thận bố trí, tuyệt đối không nông nổi hành động. Đại dương anh mình, thành Tương Dương trước sau cũng lọt vào trong tay của đại dương. Phải rồi, quốc sư, tại sao lần này không thấy ai vị đệ tử quốc sư tới đây vậy? Đại dương nói quốc đô là Lạc Nhĩ Bà, họ đã tìm phục ở Trung Nguyên lâu ngày, lúc nào cũng chờ đợi sự sai khiến của đại dương. Được, có thầy trò của quốc sư giúp đỡ, bổn dương không quay Quách Tĩnh và Hoàng Dung ra gì cả. Đạt Nhĩ Bà tham kiến sư phụ. Tại sao chỉ có mình người thôi? Quách đô tiền thư báo cho đệ tử biết, sẽ gặp mặt sư phụ ở tại chỗ này, chút nữa sẽ tới ngay. Sư phụ, chỗ này gió lớn, chúng ta vào trong đi. Được. Ai ơi! Sư phụ!
Sư phụ. Quảng Độ, nghĩa đồ cứ sư phụ bỏ ra vậy sao? Sư phụ, hãy tha cho đệ tử lúc nãy xúc phạm. Đệ tử chẳng qua là muốn xem thử võ công của đệ tử bao nhiêu năm có tiến bộ hay không. Không ngờ không thể nhận được mùi chiêu của sư phụ. Đệ tử thật xấu hổ. Thì ra người muốn thử võ công của ta. Quảng Độ, người dám đánh lén sư phụ hả? Nếu như sư phụ không phải là nấu tài thì người mất mạng rồi. Sư huynh, lối ăn mặc như vậy bởi vì có nội tình. Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Quảng Độ, ta sẽ lại ăn mặc như vậy hả? Sư phụ, thân phận bây giờ của đệ tử không phải là thái tử Quắc Đô, mà là trưởng lão bốn thuốc của cái bang Hà Thiện Ngã. Không người làm hoàng tử tôn quý lại không chịu làm. Muốn đi làm ăn mày hả? Không phải thiệt thòi lắm hay sao? Muốn làm đại sự phải nhẫn nhục phụ trọng. Đã cẩu bổng pháp của cái bang thiên hạ vô địch, tôi trà trộn vào cái bang để lén học môn tuyệt học. Và còn đoạt đi chức vụ bang chủ của cái bang. Người sanh tôi là cha mẹ, người hiểu tôi là sư phụ. Nhà ngươi có bản lãnh sao hả? Cái bang ban chủ bây giờ lỗ hư cướp, bất tài vô dụng, giết chết hắn dễ như trở bàn tay. Với trí tuệ và võ công của đệ tử, đừng có nói chi là ban chủ cái bang, có thể làm luôn võ lâm minh chủ nữa. Tới lúc đó thiên hạ hào kiệt đã nghe lệnh của mình tu. Tôi có giả tâm rất lớn, chỉ nghĩ tới lợi ích cá nhân của mình thôi, không giúp đỡ đại dương trị sư phụ tấn công đại tống. Sư huynh, như vậy là lầm rồi. Sau khi đệ lên chức võ lâm minh chủ, chúng ta sẽ tiến hành nội ứng ngoại hiệp, tới lúc đó có thể tiêu diệt luôn cả đại tống. Đúng mới biết. Quốc Đồ nói của lý lắm. Sau khi hắn làm võ lâm minh chủ, đối với cái việc Mông Cổ tấn công đại tống có rất nhiều điều lợi chứ không có điều hại. Chỉ có sư phụ anh minh, hữu dũng vô mưu, không có làm được đại sự đâu. Được rồi, đừng có nói bằng cái miệng nữa, lo công việc trước đi. Quốc Đồ, nhà ngươi dự trù bao giờ mới diệt trừ lỗ hữu cứu vậy hả? Sư phụ, hãy yên tâm đi, đệ tử sẽ có dự kế. Hôm nay cách biệt, ngày mai gặp lại. Đệ tử đã leo lên cái chức minh chủ võ lâm rồi, xin cáo từ. Quảng Độ, thật sự không có ai ra gì cả. Sư phụ, tôi xúc sinh Quảng Độ này năm xưa ở tại núi Trung nè, bỏ sư phụ không có lo. Bây giờ trở về Trung Nguyên xem sư phụ không có ra gì hết. Rõ ràng là tôi đã nghịch bất đạo mà. Hắn còn tưởng mình thông minh tài trí, võ công đã đạt tới mức thượng đỉnh, thực ra hắn ngu muội lắm. Sư phụ, đệ tử năm xưa đã thề thành lý môn hộ dùm cho sư phụ, tại sao lúc nãy lại ngăn cản vậy? Khỏi cần ngươi ra tay. Thật sự sư môn bất hạnh. Liên Quyển thường chết ở trên núi. Quân tại tương giang đầu, thiếp tại tương giang dĩ, tương tư bất tương kiến, cùng ẩm tương giang phỉ, từ mẫu thủ trung tuyến, lãng tử thân thượng y, lân hành mật mật phùng, chỉ sợ quy trì trì. Mẹ, mẹ, em gái của con đâu? Đang học với phá lỗ trong thư phòng. Vậy sao? Nó thiệt đáng ngoan hơn. Mẹ, có con coi chừng nó rồi, mẹ yên tâm. À, phải rồi, cha của con có chuyện muốn nhờ con lo. Có chuyện gì? Cha của con chuẩn bị vào ngày rằm tháng 3 mở đại hội anh hùng, sẽ mời các vị anh hùng bàn kế hoạch trừ địch. Cha con nghĩ là ở chỗ toàn chân giáo, muốn con đi một chuyến tới đó, phải mời cho bằng được khu lão tiền bối tới để mà chủ trì anh hùng đại hội. Con nhất định không phụ lòng của cha, nhưng mà chừng nào lên đường. Mẹ, chuyện gì? Qua tới đèo ngang bóng xế. Phá lỗ, phá lỗ. Phu nhân. Mẹ, chị của con đâu? Ê, đứng yên.
Ai là người ở qua qua đầu bự làm ta giật mình à? Đêm hôm khuya hành động vậy chả? Đi đâu vậy? Mang cái này tới với bạn chủ. Hãy đưa cho ta. Cái này. Vậy mới là ngoan chứ. Nè, thưởng cho ngươi. Hả? Mọi người ra đây, có đồ ăn, có đồ ăn nè. Ê, có đồ ăn rồi, có đồ ăn rồi. Nè, lỗi đại thúc. Người đó bạn đại sự chỗ này, sao tới đây kiếm chuyện hả? Hả? Cháu kiếm chuyện à? Cháu mang đồ cho các người ăn còn bị chửi nữa hả? Nhà tiểu thơ à, tại sao lại ngồi trên này vậy? Cô dùng hồn mang kiếm tiểu thơ đâu. Hả? gạt cháu à? Cháu không có sợ đâu. Nè, chú bác ở trong kia xin lỗi nha. Mừng cái chỗ này ngồi đỡ một chút ha. Xin lỗi, đừng có trách nha. Tôi nói trước rồi, không có sao. Đại gia quy tú, thật sự không có nên đi bậy đi bà. Chẳng trách gì người ta gọi là tiểu đông tà. Tiểu đông tà, ta thích cái biệt hiệu đó. Giống như là ông ngoại vậy, có cái gì không tốt chứ. Ta đây muốn làm cái gì thì làm, không cần để tới lễ nghĩa gì cả. Phải theo cái này cái nọ hả? Làm người như vậy buồn chán lắm. Mẹ cháu không có cho ra, cho nên trốn ra ngoài chơi phải không? Tối ngày cứ kêu học ở trong thư phòng, buồn gần chết đi. Xem nè, tôi mang cái gì tới nè. Qua rượu thơm quá ha. Đưa đây, đưa đây. Rượu ngon, rượu ngon. Đây là nữ nhi hồng, mẹ của cháu đã cất 20 năm, đương nhiên là ngon rồi. Cái gì? Bà cấp của bà mang vũ à? Cho dù như vậy, bị mẹ biết được cùng lắm là bị chửi một trận thôi. Có cầu bảo kiếm tặng anh hùng, rượu ngon phải tặng cho người biết uống rượu chứ. Phải như vậy không hả lỗi đại thúc? Tôi na đầu, để ta uống rượu nè. Ý, cháu quên mất, có một đệ tử của cái bàn định trao cái này cho đại thúc nè. Nè. Chuyện gì vậy lỗi đại thúc? Như vậy trưởng lão hẹn gặp ta tại Miễu Hoàng. Lỗi đại thúc, chúng ta đi chung nha. Đêm khuya rồi mẹ cháu sẽ lo lắm. Bây giờ không phải lần đầu tiên ra đây, bà ấy đã coi thường lắm rồi. Nè, chúng ta đi mau đi, đừng để nhị vị trưởng lão đợi lâu. Thôi nè nè. Lỗ đại thuốc, tại sao nhị vị trưởng lão còn chưa tới? Sắp tới rồi, thì cho núp đi. Tại sao kêu cháu trốn? Giang hồ hiểm ác, cẩn thận tốt hơn. Mẹ trốn đi. Tham kiến bà chủ. Như gì trưởng lão, ban đêm điều gọi có chuyện gì vậy hả? Nghe nói đại quân của tứ hoàng tử Hốt Tất Liền đã cấm trải bên ngoài thành Tương Dương rồi. Họ tập trung quân lực chuẩn bị tấn công thành Tương Dương. Cái chuyện đó ta đã biết rồi. Còn việc nữa, Hốt Tất Liệt bởi vì thủy thổ bất phục đã bị bệnh ở trong đại doanh, quân Mông Cổ trong lòng tản mạng. Chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này đánh bọn chúng trở tay không kịp. Thật sự như vậy? Thật sự là vậy. Vậy là một tin mừng rồi. Như vậy trưởng lão, cảm ơn nhiều. Phải vậy, ban chủ và Quách đại hiệp hết lòng với quốc sự, đệ tử cái ban ai ai cũng kính nể cả. Thuộc hạ mang bầu rượu tới đây để bày tỏ lòng kính trọng. Mời. Cảm ơn. Lỗ đại thúc thích uống rượu như vậy, nhị vị trưởng lão này thật là biết bợ đích. Đồ bợ đích. Các người là ai, tại sao muốn giết cả trưởng lão? Oh, my God.
bang chủ. Nghe ngươi lại, tại hạ là trưởng lão bốn túi của cái bang Hà Thiện Ngã. Tại sao xưa nay chưa gặp người? Đệ tử cái bang phân số khắp nơi, số người lên tới mấy chục vạn, bang chủ làm sao có thể nhớ hết được? Tại sao xuất hiện ở đây vậy? Còn nó ta giết họ nữa. Hai tên bán nước này giết chết cũng không sao. Bán nước hả? Không lẽ họ không có chú quân Mông Cổ? Đúng vậy. Thuộc hạ vô tình đã nhìn thấy chúng hội họp với quân Mông Cổ và thấy chúng nhận dạng của đối phương trước. Bởi vì thấy nghi ngờ cho nên mới theo dõi, không ngờ bọn chúng tới đây để hại bang chủ. Lão đại thúc, trên mình có một cái dạng thật đó. Thật là tồi bại, mãi quốc cầu dình, thật là làm mất mặt cái bàn. Thuộc hạ nguyện phục vụ cho bang chủ. Được, ta cho người lên chức trưởng lão tám túi. Ưng bang chủ. Phải giữ kín thân phận, chỉ có nhiệm điều tra quân tình của địch. Nếu như có tin tức gì báo cáo ngài. Có nghe kỹ chưa? Nếu như có tin tức, lập tức hồi báo với bang chủ. Cáo từ. Nha, lỗ đại thúc, làm thêm ly nữa nha. Nha, thêm ly nữa. Này, không uống nữa. Lỗ đại thúc, cháu mời đại thúc uống rượu, chút nữa sẽ đưa cháu ra thị trấn ăn nha. Còn chứ gì nhỉ? Uống đi. Hey. Lỗ đại thúc, trời sáng rồi, hãy tỉnh dậy đi, chúng ta ra thị trấn nha, cháu đói bụng lắm rồi. À, trời suốt cả đêm chưa đã sao? Trước sau bị cha mẹ chửi thôi. Cháu không có sợ đâu. Nói tóm lại bây giờ về cũng bị chửi. Thôi thì cứ về khuya một chút. Đi, cháu mời đi uống rượu. À, không được, mẹ cháu lo lắm, về trước đi. Không sao đâu. Em à. Có thấy chưa, tớ tiền cháu đâu kìa. Lỗ đại thúc. Em à, tìm em suốt cả đêm rồi, em có biết không? Tỷ phu. Trời suốt cả đêm cũng đã đủ rồi, theo tỷ phu về nhà đi. Tỷ phu à, em không phải đi chơi đâu, đi chung với lỗ đại thúc đó. Đại thúc bị người ta đã thương, phải đi tìm người cứu ông ta. Ông ta đâu rồi? À, ở phía trước đó, bị thương nặng lắm. Nếu không đi cứu thì ông ta sẽ chết đó. Em về báo cho cha mẹ biết trước, hả? À, bị gạt rồi, đồ ngu. Mẹ. Song Nhi, con qua đây. Chờ. Con càng ngày còn hết nói. Kể con ở nhà học, con lại trốn ra ngoài. Trời tới giữa khuya con không chịu về nhà, còn phải huy động cả nhà đi kiếm con nữa. Con biết làm vậy là không đúng không hả? Chà, bữa nay kêu con học ở nhà, con chán thiệt đó. Cái gì? Phá lỗ, nó là con trai, nó còn không nói chán. Con là nói chán. Chà, làm sao so sánh con và em của con được. Tính tình của hai con đều khác nhau mà. Con người của em còn như là khúc gỗ vậy, trông giống hệt như là ông già. Cô Tường Nhi, tại sao lại nói em con như vậy? Mẹ à, chị cô nói không có sai đâu. Trời sinh con đần độn như vậy đó, không biết làm cho chị ba vui, cho nên chị buồn chán, ra ngoài cho thoải mái. Con còn binh dịch cho chị của con à? Chị của con trốn ra ngoài, con không những là không nói cho mẹ biết, còn thông đồng với nó để mà gạt mẹ. Chị em của con thì là chung lòng thiệt đó. Mẹ, mẹ đừng có chửi em của con. Nó từ nhỏ đã tinh ranh điều hòa, đâu có bao giờ để lời cha mẹ nói vào trong tai. Cha mẹ nói có lý, con đương nhiên là nghe rồi. Nhưng mà không có lý, em không cần thiết phải nghe. Em nhờ, nói chuyện như vậy đúng là không phần lớn nhỏ gì hết. Một lát nữa nếu như cha mẹ phạt em, thì chị không có năn nỉ giùm em đâu. Em đâu có làm sai việc. Cha mẹ là người hữu lý, tuyệt đối không bao giờ phạt con đâu. Vậy con nói là cha mẹ quản thúc con lầm lẫn phải không? Trong giang hồ, ai mà không khen cha mẹ đây là đại anh hùng cứu quốc, là đại anh hùng kháng địch. Con gái của họ chỉ biết nấp ở trong phòng đọc tứ thư ngũ kinh. Đối với việc trong giang hồ hoàn toàn không biết gì cả. Giống như là con ếch nằm trong đáy giếng không biết chuyện đời. Nếu như loan truyền ra ngoài, không bị người ta cười hay sao? Xong gì? Con đã làm sai một việc còn nói nữa hả? À, quá đẹp. Liệu Tương Nhi nói không phải là hoàn toàn vô lý. Nhốt cái trong nhà không tốt lắm đâu mà, phải không? Không phải để ra ngoài cho biết đời đi. Lỗ ban chủ, nó còn nhỏ tuổi vậy, hoàn toàn không biết chuyện giang hồ. Ai nói là còn nhỏ tuổi, con đã 16 tuổi rồi. À đúng, Tương Nhi tuy đang nhỏ tuổi, nhưng con nhỏ này thông minh lanh lợi. Đêm hôm qua nếu như không phải nó nhìn thấy hai tên phản đồ kia, thì tôi để nó bị ám hại rồi. Đúng vậy nhạc phụ, ngay cả con cũng mắc lừa cô ấy nữa. Cô ta quỷ kế đại đoàn với võ công và tài trí cô ta, cho dù gặp nguy hiểm cũng có thể là biến dữ thành lành, không có sao đâu. Đúng vậy đó cha, bây giờ quốc gia đại nạn, con là con dân đại tống, con phải góp sức cho quốc gia chứ. Cha phải để cho con là một chút chuyện, tới ngày đừng để con ở nhà hoài. Anh Tĩnh à, theo em nghĩ thì nó đã lớn rồi, hay là cứ để cho nó đi ra ngoài cho biết đi.
Anh không phải là muốn phái Phù Nhi đi một chuyến Trung Nam Sơn để mời Khu Chân Nhân tới đây để chủ tọa cho đại hội anh hùng hay sao? Hay là để cho Phá Lỗ và Tường Nhi đi theo đi? Em nghĩ là có Phù Nhi, em tin chắc là tụi nó không có chuyện gì đâu. Cha, như vậy có được không? Được, cha hứa với con. Nhưng mà trên đường đi phải nghe lời chị của con, không được ngăn tặc. Anh, nó cởi người không rành, còn hơn em chạy như là con người chứng gì đó. Chạy bậy chạy bạ, kéo lại cũng không được. Người ta nóng lòng tới Trung Nam Sơn mà. Em nóng ruột tới Trung Nam Sơn, còn Phá Lỗ thì sao? Không đợi nó hả? Vậy được rồi. Phá Lỗ à, chạy nhanh lên đi. Chị à, em tới rồi nè. Nhanh lên nha, đừng có giống như là ông già chậm như là rùa vậy đó. Chị không có đợi đâu. Còn biết đi bao lâu? Trưởng quầy làm ăn khá quá ha. Đúng vậy. Trưởng quầy có cái tới nữa rồi kìa. Ây da, lạnh quá. Nha, trưởng quầy, chuẩn bị cho ta hai căn phòng thật tốt thật sạch. Xin lỗi nha cô nương, tiệm chúng tôi đầy hết rồi, thật sự không còn phòng nào nữa đâu. Thôi được, vậy một căn được rồi. Có khách ở chúng tôi dĩ nhiên là hoan nghênh rồi, nhưng mà hôm nay một phòng cũng kiếm không có đâu. Ở đây có phải là quán trọ hay không? Không có phòng thì mở quán trọ làm cái gì? Có phải là sợ ta không có tiền trả cho người hay không? Cô coi nè, khách quan này tới trước cô nữa còn không có phòng để ở đó. Hay là vậy đi, hai người chịu khó một chút, ở chung một phòng cũng được không? Hả? Nè, đại tỷ hả? Khách sạn ở gần khu này chỗ nào cũng đầy hết rồi. Thôi thì chịu khó một đêm đi. Nè cô nương à, nếu như không chê trách thì ngồi chung với chúng tôi đi. Con à, ngồi xích qua đi. Cảm ơn đại tẩu, đại tỷ hả? Tới đây đi. Nè, ngồi đi. Ngồi đi. Tự nhiên đi ha. Tiểu Nhị à, đem đồ ăn và rượu đẩy khách đi. Hay à, thời tiết thì khắc nghiệt quá, vừa gió vừa bão tuyết, ông trời thì làm khó người ta đó mà. Đừng trách trời đất nữa mà. Các vị ở đây có đồ ăn, có rượu uống, có lò sưởi để sưởi ấm, còn đòi gì nữa đây? Các người chưa thấy nỗi khổ của thành Tương Dương bị bao vây đâu. Dân chúng ở chỗ đó thật sự khổ vô cùng. Đại quân Mông Cổ bao vây Tương Dương, chỉ nhờ hai vợ chồng Quách Tĩnh liều chết kháng địch. Mấy chục vạn dân quân ở trong thành Tương Dương ai cũng đồng tâm nhất trí thủ thành, không có người nào chịu rút lui cả. Ai cũng giống như Quách Đại Hiệp, thì quân Mông Cổ dù có mạnh 10 lần đi nữa cũng không thể chiếm được gian sàn của chúng ta đâu. Thật ra quan tốt ở đâu cũng có cả, nhưng mà việc triều đình tung gian bất phật, xưa nay thông thường gian thần hưởng lấy phú quý, còn tung thần lại làm quan qua đời. Nhạc Nguyên Soái có tiền tiêu cũng vậy, chỉ nói tỉnh Tứ Xuyên của chúng tôi thôi cũng đã có biết bao nhiêu vị hào kiệt, biết bao nhiêu trung thần bị gian thần truy sát. Du Giới Du Đại Soái và còn tướng quân Dương Dị Trung, hai người đó có bị gian thần ám hại, gán cái tội thông địch để cho cả nhà đều bị xử trảm hết đó. Tôi còn nghe nói gian thần ở trong triều gồm có Định Đại Phật, Trần Đại Phược và Ngô Đại Sương, ba người đó đứng đầu dân chúng, cùng họ hận chúng cận sườn, cho nên tên chúa đại thêm một chấm nữa, trở thành chức huyễn, trở thành ân khuyển của triều đình đó. Ê, triều đình tam khuyển, đặt tên hay lắm. Em à, ngồi xuống. Tội nghiệp cho tướng quân Dương Di Trung, tử thủ thành trì, nhiều lần diệt địch, cuối cùng đầu lìa khỏi cổ. Trước khi chết, còn chửi Đinh Đại Toàn, Trần Đại Phương, hại nước, hại dân. Tôi còn nghe nói ngày sau, sau khi Dương tướng quân qua đời, Trần Đại Phương bỗng dưng bị giết. Ai cũng cho rằng là Ngọc Hoàng Đại Đế đã phái Thiên Bình Thiên Tướng giết chết Trần Đại Phương trả thù cho tướng quân. Hey, đừng nói bậy. Nếu thật sự có Thiên Bình Thiên Tướng, tại sao không đuổi quân Mông Cổ về quê nhà đi? Tại sao để dân chúng chịu khổ như vậy thì hết nói mà. Chuyện ngoài biết đâu, Trần Đại Phương sau khi qua đường, đầu hắn treo lên chung lầu mà, cắm ở trên một cái sào rất là cao. Cái sào đó cũng không lên nổi nữa. Đừng nói là con người không phải là Thiên Bình Thiên Tướng làm. Chính là một anh hùng liệt sĩ đã làm. Nha, vậy đại ca à, làm sao biết được vậy? Chính mắt đại ca nhìn thấy à? Nếu không phải chính mắt ta nhìn thấy cũng khó lòng mà tin được. Trên đời này là có người võ công cao cường như vậy. Hãy mang điều mạnh thấy giờ nghe kể cho chúng tôi biết đi. Đúng vậy. Mời nói đi. Nói gì nói đi. Nói đi. Hả? Tướng quân Dương Di Trung có một đứa con trai. Khi mà ông ta bị bắt, may mắn thoát được ra ngoài, nhưng mà gian thần không chịu buông tha, nhất định giết cho bằng được. Con trai của Dương tướng quân đánh không lại bọn đông người đó, cho nên muốn bỏ chạy. Oh!
ta đại hiệp ra tay giúp đỡ. Cha, 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 cha. Đừng có chạy. Cha, cha, cha. Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi hả? Cái tên quan chó. Gã tham quan đó đã bị đại hiệp một dao chém đầu, đem cái đầu treo ở lầu cao. Vậy à? Vì đại hiệp kia mặt mũi thế nào, tên là gì? Tôi không biết đại hiệp kia tên là gì hết, chỉ biết ông ta mất một cánh tay thôi, và khoảng 30 mấy tuổi. Bên mình có một con đại điêu hình thù rất kỳ lạ. Vị gian thần đinh đại toàn đông vào một đêm á, mặt mày xanh mét hết, chắc là do trời trừng phạt hắn nữa. Ý đại thúc à, không lẽ chuyện này cũng liên quan tới thần điêu đại hiệp? Cô đương thông minh thật, đoán là trúng liền. Cái chuyện đó thật sự là thần điêu đại hiệp làm đó. Ý vậy đại thúc kia, hãy nói mau đi. Không phải tôi nói láo đâu, chuyện này á tôi cũng có một chút công lao. Cái đêm đó thần điêu đại hiệp đã tới Lâm An, đem theo các anh em trói tất cả những sai gia ở trong huyện Lâm Mang. Những người khác thì làm quan sai, còn ông ta thì mặc bộ đồ quan huyện, ở trong chốn công đường, ngồi xuống trên đường, vỗ lên một cái. Ôi công, buông tôi ra, buông tôi ra, đừng bắt tôi mà, buông tôi ra, buông ra, buông ra. Đại gia toàn, có biết tội không? Đại gian to gan, dám giả bộ huyện bắt cóc ta hả? Đường thể bị tru gì cả tộc hay sao? Im im. Thần gia thằng kia truy sát trung lương, hãm hại ba tính, mãi nước cầu dinh, còn làm chuyện gian ác, và bây giờ không có chuyện cúng khai nữa. Bằng không đại hình sẵn sàng. Phản rồi, phản rồi. Vậy ngươi là ai? Thần hoàng chó, thần điêu đại hiệp không biết nữa hay sao? Thiệt là khó mắt mà không biết Thái Sơn hả? Ý nhà ngươi là thần điêu đại hiệp hả? Đã cắt đầu của Trần Đại Quang. Đúng vậy, đầu của Trần Đại Quang là do ta chết. Nếu như nhà người không công khai cho ta, ta cũng sẽ để cho đầu người rớt xuống đất. Người quỷ xuất, người kinh thường dân pháp, người tự nhiên thằng kia là toàn chuyện xấu, tự biết có dân pháp nữa. Ta hứ. Dạ. Nếu như hắn không có chịu công khai, đánh hắn 40 trượng đi rồi tính sau. Dạ. Đau quá, đau quá, đau quá. Khai hay là không khai? Ừ, to gan, đà bẩm với thánh thượng, bầm thay người ra trăm mảnh. Kể cho tôi được, đừng dám ngang tàng. Đừng giết em. Hoàng thượng Ôn Dung, gian thần lương đạo, từ quý đến đi rồi, lại có hàng khách châu tới. Hàng khách châu đi rồi, lại có Sử Minh Diễn tới. Sử Minh Diễn đi rồi, lại có Đinh Đại Toàn tới. Bây giờ kẻ tiểu nhân càng ngày càng thắng thế, gian thần hết người này tới người khác. Giang Sơn Đại Tống ta trước sau gì cũng sẽ mất gì trong tay của những người đó. Trừ khi mời thằng điêu đại hiệp làm thừa tướng mới có thể dạy được đạt tử thiên hạ thái bình. Hắn mà cũng xứng đáng làm tể tướng sao? Sao không xứng? Còn mới xứng hay sao? Sơn giả chi phù lại dám vô lễ với bổn cô nương. Người đại tỷ hả? Người ta kể chuyện nghe tới phần hấp dẫn, sao đại tỷ nổi nóng vậy chứ? Vậy đại thúc này, đại tỷ của tôi có lỗi lầm, xin lỗi giùm nha. Im mà, chị đâu có nói sai chuyện gì, tại sao lại phải xin lỗi? Đại tỷ hả, đừng có nói nữa mà, ngồi xuống đi. Trứng quầy. Dạ, có gì căn dặn? Cho thêm 10 cân rượu, 20 cân thịt bò, mời tất cả các chị ở đây uống rượu, nói chuyện chơi chơi vui. Cảm ơn. Cô tưởng chúng ta nhiều tiền lắm hay sao? Đại tỷ à, tứ hải chi nội gia huynh đệ mà, mọi người có duyên mới có thể gặp mặt ở nơi này, tiếp làm gì mấy lượng bạc kia. Dì tỷ nói thật là đúng. Đại tỷ à, chúng tôi mời mọi người uống rượu ăn thua gì chứ? Trại chúng ta thường vậy, phải giúp đỡ những người nghèo hơn chúng ta đó mà. Muốn uống thì các người uống cho đã đi.
Đại tỷ tôi muốn gấp ngưỡng cho đã, mọi người đừng khách sáo nha. Cảm ơn. Nè, chứ... mình đúng đi. Sau này có gặp thiền điêu đại hiệp nữa không? Dĩ nhiên có chứ. Sau một năm tôi tới huyện Lâm An, tỉnh Giang Nam. Nghe người ta nói có một vị công tử gãy tay, đi chung với một con thần điêu kỳ lạ, liên tục nhiều ngày đứng ở bờ biển nhìn sóng biển. Vì vậy tôi tới ở chỗ đó, quả nhiên thấy thần điêu đại hiệp. Ý, đại thúc à, thần điêu đại hiệp tại sao lại đứng ở bờ biển? Đợi ai vậy? Cái đó thì tôi không rõ. Nè, ông đã đứng ở bờ biển nghĩ tới vợ của ông đó. Ý, đại thẩm à, hóa ra thần điêu đại hiệp đã có vợ rồi. Vậy tại làm sao đứng ở bờ biển nhớ tới vợ chứ? Vợ của ông ta đã đi đâu rồi? Ta cũng đã hỏi ông, ông nói là vợ của ông ở bên kia bờ biển. Thần điêu đại hiệp có bản lãnh cao như vậy, tại sao không vượt qua biển tìm vợ của ông ta? Em đừng có hỏi nhiều như vậy có được hay không? Tại sao biết bao nhiêu người đã gặp thần điêu đại hiệp mà em lại không có gặp được? Nếu như để cho em gặp mặt thần điêu đại hiệp nói chuyện vài câu, không biết tốt đến cỡ nào. Thần điêu đại hiệp tuy là võ công cao cường, nhưng mà so với cha của chúng ta còn thua xa lắm đó. Em còn nhỏ không biết chuyện, đừng có nghe người ở bên ngoài thêm mắm thêm muối rồi cảm thấy hắn tài giỏi. Thật ra hồi còn nhỏ hắn cũng từng ở đảo qua đảo của chúng ta đó. Hả? Hắn từng ở đảo qua đảo đó hả? Đại tỷ hả? Chắc là đại tỷ Huyền biết rồi. Hắn ta là gì chị? Sao em không có nghe cha mẹ nói tới chị hả? Cha mẹ còn nhiều chuyện chưa có nói cho em biết. Vậy thì chị hãy nói mau đi. Hắn ta là gì vậy? Làm sao lại mất một cánh tay? Đại tỷ hả? Nói cho em biết đi. Hắn họ Dương, tên quá. Hắn... cánh tay của hắn... cánh tay của hắn đã bị ai chém vậy hả? Chị hãy nói mau đi, mau. Năm xưa có lẽ tuổi trẻ hơn, nhất thời hiểu lầm cho nên cánh tay của hắn đã bị người ta chém gãy. Tóm lại tất cả đều là ý trời. Một người tốt như là Dương đại ca lại bị người ta chém gãy một cánh tay, người đó chắc là kẻ nhầm hiểm tiểu nhân, một kẻ ác ôn thập ác bất xá. Em đừng có nói bậy nữa được không? Ý, anh hùng đại hội vào ngày rằm tháng này, không biết anh ta có đến hay không? Cha cho người ta ma phiệp cho hắn, em nghĩ chắc hắn không tới đâu. Phải rồi, tại sao cha không phát thiệp anh hùng cho hắn ta, mời hắn ta tới thành Thương Dương để tham gia anh hùng đại hội? Hay, vậy thì ta không có dịp gặp mặt anh ta rồi. Cô nương, cô muốn gặp thần điêu đại hiệp ra không có khó đâu. Để đêm nay tôi đưa cô đi kiếm trò. Người lại, mau buông em ghế ta ra. Cô nương muốn cùng tôi gặp thần điêu đại hiệp hả? Đừng có nói nhiều, mau thả em ghế ta ra. Cô ta muốn tự một mình theo tôi để gặp thần điêu đại hiệp. Tôi không có buộc cổ đâu. Có phải vậy không cô nương hả? Đại tỷ hả, chị đừng có lo cho em. Em theo vị tiền bối này đi gặp thần điêu đại hiệp xong, em sẽ trở về ngay. Chị và Phán Lỗ đợi em ở quán trọ đi nha. Nghe rõ chưa hả? Đừng có đánh nữa, có lỗ, đại tỷ, đừng có đánh nữa mà, nha, đừng có đánh nữa, có lỗ, em ạ. Ở chỗ này nè, vào trong đi. Tiền bối à, tại sao lại đưa tôi tới đây? Hả? Sợ hay sao hả? Đây là chỗ để quan tài mà, có cái gì đâu mà sợ. Cô thật sự không sợ ma? Ma có gì đâu mà sợ, nhân bất phạm quỷ, quỷ bất phạm nhân. Ta và Lối Đại Thúc đã thường uống rượu tâm sự ở nghĩa trang, đâu có thấy quỷ ra làm chuyện chúng tôi. Hả? Cô nương này gan thiệt ha. Để tôi coi gan của cổ lớn tới cỡ nào.
Thế nào bây giờ sợ rồi hả? Ai nói vậy? Đẹp quá nương. Đừng có sợ, đừng có sợ. Này đại ba, đại ba. Các người đừng có giả quỷ giả ma nữa. Bản cô nương không có sợ các người nào. Đại ca. Ờ, các người không phải có chuyện muốn tìm ta sao? Tại sao đưa cô nương tới đây vậy? Ờ, vị cô nương này muốn gặp thần điêu đại hiệp. Vì vậy tôi sẵn đưa cổ tới đây. Nè, các người là ai vậy? Tiểu cô nương, chắc cô nương không nghe nói quỷ ở tại Tây Sơn hay sao? Vì thấy cô càng đảm hơn người, cho nên tôi dẫn kiến cho cô gặp. Đây là đại ca của tôi, quỷ râu dài. Còn tôi là lão nhị quỷ đầu bự. Tôi là lão tam quỷ tách cổ. Wow, như vậy thì hồn ma lẫn dẫn, dễ thương tội nghiệp thật đó. Lão tử rồi mà quỷ. Ừ, tốt hơn đừng có gặp mặt nhiều người. Ai mà gặp được chắc xui xẻo ghê lắm. Cô ta lão ngủ quỷ đầu tiên. Như vậy chắc là nhà ngươi giàu có lắm. Đòi tiền của người ta. Tiểu cô nương, cô đây tinh rành khéo léo, can đảm hơn người. Cha mẹ của cô chắc chắn là người ở trong võ lâm hả? Cha của ta là Quách Tĩnh, mẹ của ta là Hoàng Dung. Hả? Thì ra con gái của Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Đáng trách, đáng trách. À, các người có biết cha mẹ của ta nữa hả? À, Tây Sơn ngũ quỷ của chúng tôi không có qua lại với những người tự cho mình là võ lâm chánh phái. Nhưng mà Quách Tĩnh và Hoàng Dung thủ thành kháng địch, chúng tôi rất kính ngưỡng họ lắm đó. Còn thần Điêu Đại Hiệp thì sao? Ông ta làm biết bao nhiêu chuyện hành hiệp trượng nghĩa. Các người thích ông ta lắm có phải vậy hay không? Ai? Cái tên nói chuyện liên hạ kia đang muốn bầm hắn ra 100 mảnh để chó ăn thịt. Thần Điêu Đại Hiệp không phải là bạn của các người à? Là kẻ thù của chúng tôi đó. Ờ, thì ra các người tụ họp ở đây để đối phó hắn à? Ông có giúp tôi hay không? Chúng ta là anh em kết nghĩa, chúng ta thề sống chết. Ngươi bị người ta ăn hiếp, chúng tôi không thể bao giờ chấp tay đứng nhìn. Nhưng mà ta có một điểm ta không hiểu, tự nhiên tại sao lại chọc giận thần điêu hiệp vậy? Tôi không có chọc ông ta, nhưng mà cái tên tiểu tử thích lo chuyện bao đồng kia đã kiếm chuyện với tôi đó. Đêm hôm đó tôi đưa theo hai con nhỏ uống rượu hành lạc ở ngôi nhà quan. Không ngờ để cho mụ đang bà ở nhà tôi biết được. À, tới ôm tôi đi. À, tới đây nè. Ta tới đây nè. Bộ không bắt được nhà ngươi hả? Tới đây làm gì vậy? Quỷ già, ngươi ba ngày ba đêm không về nhà, ta thiệt là lo lắm đó nha. Tưởng là ngươi đã có chuyện, thì ra cùng với hai con hồ ly tinh này ở đây uống rượu. Ngươi ăn nói làm sao với ta? Không về nhà thì sao chứ? Ta thích đi đâu thì ta đi. Ngươi nói làm cái gì? Ta là người mà ngươi cứ hỏi đàng hoàng, đồng cam cộng khổ với ngươi 20 năm. Bây giờ ngươi có hồ ly tinh muốn bỏ ta? Được, coi chừng ta bỏ ngươi đó. Được, ngươi vì hai con hồ ly tinh này mà muốn bỏ ta? Làm cái gì muốn chết à? Chuyện cái tay đuổi xíu vào. Ngươi dám đánh ta? Đánh chết ta đi, đánh chết ta đi. Ngươi thách tôi hả? Tôi đánh chết ta. Ngươi là ai? Là người chuyên môn lo chuyện tiền hả? Bà làm sai điều gì? Tại sao phải hạ độc thủ hả? Bà là vợ của ta. Bà muốn giết thì giết, đánh thì đánh. Ăn thua gì tới ngươi chứ hả? Là vợ của ngươi à? Cái con quỷ già này thấy trân quên đèn. Bây giờ có hai con hồ ly tinh đã bỏ tôi còn muốn giết tôi nữa. Là bà nói có phải là thật không? Thật thì sao? Giả thì sao? Đàn ông tam thề tứ thiếp là chuyện bình thường. Tối ngày bà cái chuyện đó mà la rầy tôi hoài. Ta giết chết bả thì hai cái lỗ tai ta mới được yên. Ở đầu thủy sắc con dao, hôm nay là giết nhà người để cho người xuống đời nhớ mãi điều đó. Tên tiểu tử kia, ta thấy mạng với người. Tôi giả tình giả nghĩa,
tiện người sống trên đời này làm gì nữa? Đàn bà con gái chán nản, muốn bóc tim ngươi ra để xin tim ngươi mong gì? Bây giờ đại hiệp và đại hiệp cho hắn một bài học là đủ rồi, đừng có giết hắn nha. Ông là người nhận tâm phải để mà đối phó các người, các người còn năng nỉ cho hắn. Đại hiệp, chồng của tôi xưa nay phong lưu thành tánh, nhưng mà tội không có đáng chết. Đại hiệp, cũng nhờ chị em chúng tôi không tốt làm cho đại tỷ bất hòa với tướng công. Vậy phải đó đại hiệp, người mà giết chết tướng công chúng tôi không muốn sống nữa đâu. Các người, các người này còn nói như vậy hả? Thân tử tiểu kia muốn giết tỷ, đừng nói gì nữa, giết chết ta Tây Sơn Ngũ Quỷ sẽ bám theo người hoài đó. Tây Sơn Ngũ Quỷ có gì đâu mà nói. Được, ngày hôm nay ta không giết người, đêm trăng tròn ta sẽ đợi các người ở Mã Bình Bang. Cảm ơn đại hiệp. Hãy xem nè, người hãy xem nè, hắn đã làm cho ta như vậy đó. Quỷ đầu bự, đây là lỗi của nhà người đó. Vợ của người dù có đành đá có đầy rà người, người cũng không thể giết bả. Hay à, ta đâu có muốn giết bả, ta chẳng qua là chỉ muốn dọa bả thôi. Hay da, nhưng mà thần điêu đại hiệp không biết chúng ta là những người trọng tình nghĩa, ông ta hết lòng thương yêu vợ, ông ấy nhìn thấy ông như vậy đương nhiên là giận rồi. Hắn giận rồi có thể rạch mặt ta hay sao? Hey, thần điêu đại hiệp nói đúng lắm, ông ta muốn giúp nhờ người, không muốn lấy mạng nhờ người, người trả thù làm cái gì? Không trả thù này khó hả giận trong lòng của ta. Nhà chú quỷ đầu bự à, chú nhờ chú đừng có giận nữa, chỉ cần vợ của chú không có chê chú xấu một chút xíu cũng đâu có sao. Nói nghe có lý quá. Nói thiệt nha, từ lúc xảy ra chuyện đó, mấy người đàn bà kia đều có thể sống nhau hòa thuận, hầu hạ ta giống như là vua vậy đó. Nếu nói như vậy thì phải cảm ơn thần điêu đại hiệp rồi. Nếu như không phải ông ta nhiều chuyện, có lẽ thì thiếp của ông còn đang ghen tương, không cho ông một ngày nào yên ổn nữa đó. Phải à? Đúng, đúng lắm đó. Nhị ca, không lẽ muốn trả thù hay sao hả? Mày nói vậy, quỷ đầu bự ta lang thang ở trong giang hồ mấy mươi năm, chưa có ai làm nhục ta như vậy. Không những rạch mặt của ta, còn ngẫu xuất ngôn cuồng đuổi hết ngũ quỷ của chúng ta về Tây Sơn. Ta nhất định không thể rút giận được. Đúng vậy, ngũ quỷ chúng ta cũng là người nổi tiếng trong giang hồ, không để người ta ăn hết mình đòi cổ được đâu, phải không? Đại ca, phải đòi lấy lẽ phải cho nhị ca. Thần Điêu đại hiệp là người nổi tiếng lắm, hơn năm qua biết bao nhiêu người thất bại trong tay của hắn, cho thấy hắn võ công rất cao cường. Trận chiến này không phải là thường đâu, mọi người phải cẩn thận ứng phó. Lão nhị tấn công hạ bàn của hắn, lão tam lão tứ đột kích phía sau, tại lão ngũ tấn công phía trước, không thể để cho hắn có cơ hội đánh trả. Nha, các quỷ đồng ăn hiếp một người không phải là anh hùng hảo hán. Tiểu A Đầu, ý miệng đi, nếu không ta giết chết bây giờ. Trận chiến này nhất định phải tóc chiến tóc thắng. Đại ca, đại ca sao vậy? Có thằng kia có sao vậy hả? Không sao chứ? Ta đã bị nội thương, hơn nữa rất nặng lắm. Nghe nói máu cửu dị linh hồ có thể trị bá bệnh, đối với việc trị nội thương rất có công hiệu. Vì vậy chúng ta phải mau giải quyết thần điêu đại hiệp, sau đó mọi người tới Hắc Long Đàm để bắt cửu dị linh hồ đi. Đại ca hãy yên tâm đi, anh em chúng tôi nhất định phải bắt cửu vị linh hồn để trị lành nội thương. Tạm thời không sao, đã trễ rồi, chúng ta hãy tới Mã Bình Ba để gặp thần điêu đại hiệp. Hãy đúng rồi. Tất cả chuẩn bị.
Tại sao lại mang mặt nạ giả này giả nọ? Xuất hiện chung với một quỷ khác luôn. Đương nhiên phải giả, giống như là ma vậy. Ai đồ dữ ngươi? Mới rạch mặt của ta, hôm nay ta phải móc mắt của nhà ngươi bù đắp. Sợ nhà ngươi không có ban lành, kẻ phải quỷ quân địa của ngươi rồi hết một lượng đi. Tiểu cô nương, đồng bộ với họ hả? Không phải đâu. Vậy cô tới đây làm gì? Thăm người đó. Thăm ta? Ta có gì để thăm? Ở trong quán trọ, ta đã nghe kể lại những chuyện hành hiệp trượng nghĩa của người đó. Ta hết lòng kính phục người, giả lại thêm quỷ đầu bự đốc thúc tới thăm người. Giang hồ hiểm ác. Tiểu cô nương, cô thật là quá mạo hiểm. Ta chỉ muốn gặp mặt người, những điều khác ta không để ý tới. Ngươi sao vậy? Hả? Phản chứ không? Thì ra là ông hả? Ngươi là... Thế nào? Quên tôi rồi sao? Vô huynh đệ, lát người mau tới đây, xin lỗi thần điêu đại hiệp, mau lên, mau lên. Nè, tôi đi, không đánh không quyền, tôi biết họ là bộ hạ của ông. Ờ, đại ca, hai người quen biết với nhau hả? Quen biết nói gì, Dương huynh đệ là ân nhân cứu mạng của ta nữa. Lão nhị, hành động của người có nhiều điều không có đúng hả? Bởi vì ông ta đã nương tay người, còn kiếm chuyện với ông ta nữa à? Không biết tự lượng à? Đại ca, vậy đúng lắm. Thần điêu đại hiệp, xin lỗi. Nếu như mà quý vị không có chê trách, vậy chúng ta làm bạn đi. Tăng quán ngày xưa, kể như là bỏ hết, có được không? Nhị ca, sao hả? Hành hiệp trượng nghĩa chịu làm bạn với chúng ta, chúng ta đương nhiên mong mỏi rồi. Đại ca, có phải như vậy không? Vậy thì tốt. Đại ca. Dương huynh đệ, cảm ơn. Không có chuyện. Đại ca, ông cảm thấy thế nào? Đỡ gì rồi? Phan Điện Bối, nội thương ông nặng lắm, ai hạ độc thủ vậy? Chính là Quát Đô đệ tử của Kim Luân Pháp. Quát Đô? Bộ án không phải gì ta chặn rồi sao? Tại sao vẫn còn ở Trung Nguyên? Không những Quát Đô, Kim Luân Pháp Vương cũng đã tới Trung Nguyên giúp đỡ Hốt Tất Liệt tấn công đại tống của chúng ta. Ta có đáng tin hay không? Bao nhiêu năm nay Tây Sơn Hữu Quỷ chúng tôi âm thầm chống đối với quân Mông Cổ,
là giết bao nhiêu huynh tướng của Mộc Cổ. Mấy tháng trước tôi đã lẻn vào trại để định dò thám quân tình, không ngờ gặp Hắc Đồ đã bị hắn ám hại. Không ngờ ta sẽ ngủ quỷ các người lại là những người yêu nước. Dương quá ta có những người bạn như vậy, quả thật không sai. Không dám nhận. Phan tiểu bối, nội thương rất là nặng, e rằng đã bị thương tới nội tạng, phải mau tìm cách chữa trị đi, bằng không nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần bắt được cửu vị linh hồn uống máu của đó thì nội thương của đại ca tôi tự nhiên sẽ lành lại. Cửu vị linh hồn thường thường là xuất hiện ở đâu vậy? Ở tại Hắc Long Đạm cách đây 30 dặm. Hắc Long Đạm, được, để ta bắt linh hồn giùm cho người. Hay quá. Ta đi chung với người. Cô tới đó làm gì? Hãy mau về nhà đi, để người nhà khỏi lo. Đợi ta với. Đại ca, đại ca, hãy đợi ta với. Đại ca, còn người nào xứng đáng vậy? Ta không phải là anh hùng gì đâu, ta sự là đại anh hùng nào kia. Cô còn chưa thấy, chưa gặp đâu. Ai nói ta không thấy, ta không gặp mặt. Được, hãy nói xem sao. Nếu như ta nói được, người phải đưa ta đi bắt cửu vĩ linh hồn. Được, ta hứa với cô. Hứa danh dự đấy nha. Vậy ta nói nha, ở trên đời này ngoài ngươi ra, người xứng đáng là đại anh hùng hào kiệt có mấy người lận? Ai vậy? Người thứ nhất, trấn thủ Tương Dương, không sợ nguy hiểm, đối kháng Mông Cổ, giữ nước an dân, có phải là đại anh hùng hay không? Cô định nói là Quách Tĩnh, Quách Đại Hiệp, tổng đương nhiên là đại anh hùng. Còn một chị nữ anh hùng hỗ trợ chồng mình, kháng địch thủ thành, trí tuệ vô song, liệu sự như thần, có phải là một đại anh hùng hay không? Cô định nói là Quách phu nhân và ban chủ, cũng thể là một đại anh hùng. Còn một vị lão anh hùng, ngũ hành kỳ số, xuất quỷ nhập thần, đàn chỉ thần thông, võ nghệ cao cường, có phải là một đại anh hùng hay không? Đó là Đào Hoa đạo chủ Hoàng Dương Sư. Ông ta là Võ Lâm Tiệt Bổn, sư này bàn tôn kính ông ta rất là nhiều. Còn một người khác, thống lãnh cái bàn, hết lòng sát địch, vì nước vì dân, công lao cực khổ, có phải là một đại anh hùng hay không? Cô định nói là Đỗ Hữu Cướp Lỗ ban chủ. Ông nói võ công không có ra gì cả, cũng không có tác dụng gì cả, nhưng mà về phương diện trừ gian trừ địch, vì dân vì nước, kể như là người vô tiếng, còn nhớ hay không? Ta đã liên tục nói ra tên của 4 vị đại anh hùng rồi, thêm vào người đây kể như là 5 người, không được nói ngược, không đưa ta đi bắt cửu vĩ linh hồn đó nha. Nếu như xem ta đây như là một vị anh hùng, đại anh hùng như ta không thể nào lỡ hứa giúp người con gái nhỏ. Đi. Đại ca ca, người nói cửu vĩ linh hồn sẽ nấp ở chỗ nào? Thì chú dường như là có người ở. Đúng đó, những cây cỏ như vậy không phải là thiên nhiên đâu, con người đã bày ra ngũ hành phương vị ở chỗ đó. Ngũ hành phương vị? Đúng vậy, xem nè, ất mộc tại đông, bính quả tại nam, mậu thổ ở giữa, phía bắc không phải là quý thủy mà là hiện tượng canh tân. Làm sao biết được, ai dạy vậy? Ta đã học được cái trên sách đó. Không biết như vậy có đúng hay không, nhìn thấy bố trí của trận pháp này bình thường lắm, không phải là một cao nhân tài giỏi gì đâu. Không biết gì trong đó, vào chỗ tính sau. Đại ca ca, cứu vĩ linh hồn. Chạy theo. Lại dám chạy lên linh hồn của ta? Tôi muốn đi, đi mời cho ta.
có chuyện nhờ vả, cần phải lấy máu. Có kiểu gì Linh Hồn để đi cứu bạn của tôi. Mong tiền bối thông cảm. Tiền bối à, hãy giúp đỡ chúng tôi đi. Một mình ta ở chỗ này có Linh Hồn làm bạn, các người muốn đưa Linh Hồn đi cũng được. Tiểu cô nương, cô ở lại đi, chung sống với ta đi nha. Ở chỗ này đâu có cái gì vui, tôi hả không có ở chỗ này đâu. Nè, nếu như cảm thấy buồn, tới nhà của tôi đi. Cha mẹ của tôi đối xử tử tế lắm. Cha mẹ của người lại là ai đây? Tiền bối, đi chỗ khác. Đại ca ca, ta không sao. Còn ngươi có bị thương hay không? Yên tâm, ta không sao. Không sao? Ngươi tưởng có nội công thâm hậu là có thể cầm cự được à? Ngươi đã trúng hàng âm chưởng của ta, nội tạng đã bị phá vỡ hết rồi. Ta e rằng ngươi không sống được tới giờ này ngày mai đâu. Ngươi hãy mau mau trở về để lo hậu sự đi. Tiền bối, chưởng lực của bà rất là khá. Tiểu tử kia gần chết tới nơi rồi còn giữ thể diện. Hãy đưa vị tiểu cô nương rời khỏi chỗ này đi, đừng có chết trong Hắc Long Đàm của ta. Tiền bối à, bà ở đất quan này nhiều năm, có lẽ là còn chưa biết võ công thế gian biến quá không lường, và tu vi của mọi người cũng khác biệt nữa. Đương kim võ lâm có nhiều người tài giỏi, nhưng ta không ngờ hàng âm kiếm chủng của ta đã khổ luyện 20 mấy năm lại không làm hại được một tên tiểu tử như ngươi. Trường hợp như là người khác thì chắc là rất là khó sống, nhưng mà nếu ta thì không sao. Hai chuyện của tiền bối đó làm tôi đầy khỏe trong người rất là nhiều. Cảm ơn tiền bối. Các hạ võ nghĩa cao cường khiến người kính phục, nhưng mà nếu muốn dùng võ lực để giật đi linh hồn của ta, vậy thì được phải không? Người còn dám bước thêm một bước, ta sẽ bóp chết linh hồn ngay. Để cho nhận người đã tới đây nhưng phải về tay không. Tại hạ xúc phạm tiền bối, mong tiền bối thông cảm. Chúng ta đi, đừng làm phiền nữa. Đại ca ca, bỏ đi như vậy à, không cảm thấy đáng tiếc lắm hay sao? Còn nghĩ tới cửu dĩ linh hồn nữa hay không? Anh có bản lãnh như vậy, nhất định sẽ bắt được linh hồn mà. Đại ca ca, không lên tiếng, em thật sự không hiểu tại sao như vậy. Cô thông minh như vậy, cô không đố được sao? Chắc là anh nghĩ tới một phương pháp kỳ diệu để bắt linh hồn phải gì không? Cô có ý kiến gì? Anh nghĩ phải bắt như thế nào mới bắt được linh hồn, lại không làm hại tới lão bà? Cô làm sao lại biết không muốn hại lão bà? Cái đó là đương nhiên rồi. Thứ nhất, anh là thần điêu đại hiệp, nếu như được xưng là hiệp thì không phải là người xấu. Thứ hai, anh tới đây chỉ cứu người, vì vậy không bao giờ vì cứu một người rồi làm hại tới một người khác. Thứ ba... Thế nào? Còn thứ ba nữa? Đại ca ca, ca ca bản lãnh như vậy, bị lão bà đánh hạ chưởng cũng không sao. Cho thấy muốn thắng bà ta tuyệt đối không có thành vấn đề. Nhưng mà không có bản lãnh hạ được bà ta để bắt được linh hồn sống thì làm sao đây? Em định nói anh có thể hạ được lão bà bắt được cửu dĩ linh hồn, nhưng mà tính tình của lão bà rất là cương liệt. Anh sợ sau khi bắt được linh hồn rồi thì bà sẽ tự tử à? Con quý nhỏ này thông minh thiệt hả? Cái gì cũng đoán trúng hết. Được, vậy nói đi, chúng ta phải làm sao? Võ công của lão bà này rất là khá lắm, nhưng mà nói chuyện làm việc lại điên điên khùng khùng. Thật sự là không biết bà ta như thế nào. Đúng vậy, bà ta thà rằng giết chết linh hồn cũng không để cho chúng ta mang đi cứu người, thật là kỳ lạ đó. Quýnh thật sự không hiểu bà ta ở đó để làm cái gì. Ta đã nói là không hại tới tính mạng của Long Hồ, nhưng mà bà ta vẫn không cho mượn. Nè đại ca ca, để cho em thử đi. Để cho em thử à? Ừ, em là con gái, để em quần quật với bà ta, em biết lấy lòng bà già lắm đó. Biết đâu chừng em còn có cách thuyết phục bà ta cho chúng ta mượn cửu dĩ linh hồn. Từ Ân,
Chúng ta đã đi hết một ngày một đêm rồi, hay là nghỉ ngơi ở đây một lát đi nha. Dạ sư phụ. Sư phụ, thôi hãy để đệ tử đến khu này tìm nước sư phụ uống nha. Tự ân khỏi cần. Sư phụ à, thật ra sư phụ khỏi cần cực khổ đến như vậy, cùng với đệ tử lặn lội ngàn dặm. Tự ân, trần duyên của ngươi chưa dứt, sư phụ không thể nào không giúp cho ngươi. Nhưng mà sư phụ à, nước Đại Lý bây giờ đang chịu sự lâm nguy của thiết kỵ Mông Cổ. Chúng sanh đa tài đều là nghiệp chướng, gian san nguy đủ, số trời khó tránh. Ta không còn là quốc quân của nước Đại Lý nữa. Tất cả mọi việc trong nước đều có con cháu lo cả. Nếu như nước Đại Lý thật sự không thể thoát khỏi tai họa lần này, thì sư phụ đành phải khẩn vái trời cao cho nước Đại Lý thượng kiết thiên tử, hạ chí dân thường đều có lòng hướng Phật, giảm bớt sự đau khổ do binh đao lần này mang tới. A Di Đà Phật. Tuy đệ tử trần duyên chưa có dứt, nhưng mà từ lúc quy y ngã Phật tới bây giờ đã kiềm chế được ma chướng ở trong lòng của mình. Sư phụ chỉ cần nói cho đệ tử biết chỗ ở của người kia, đệ tử sẽ tự mình đi thăm viếng. Đệ tử cũng đừng nên chán nản. Sư phụ lần này tới đây, hy vọng có thể kết liễu được một cuộc nghiệp chướng ở trên đời này. Sư phụ à, đệ tử chưa có hiểu rõ. Sư phụ nghe Chu Ti Liễu tiên sinh nhắc tới người đó, bây giờ vẫn còn ở tại Hắc Long Đàm. Hắc Long Đàm ở ngọn đồi phía trước kia kìa. Sư phụ, vậy đệ tử đi trước một bước, đệ tử muốn gặp người đó. Nè, khoan đã, đừng có nên gấp gáp vào lúc này. Sư phụ, đệ tử thật sự không đợi được nữa, sư phụ tha thứ. Sư phụ tâm luyện công A Di Đà Phật. Bần tăng nhất thời sơ ý đi vào chỗ luyện công của đại sư, xin đại sư tha thứ. Võ công của các hạ cũng khá lắm. Các người thường nói võ lâm trung nguyên nhân sĩ đâu đâu cũng có hết, xem ra thật sự danh bất hư truyền. Hôm nay chúng ta có duyên gặp gỡ, vậy xin đại sư thọ giáo dạy chiêu. Nhìn đại sư ăn nói và ăn mặc như vậy, chắc chắn là một cao tăng đến từ Tây Vực. Không lẽ đại sư chưa có ngộ được mục đích của việc học võ không phải để so tài cao thấp, ỷ mạnh hiếp yếu hay sao? Các hạ khỏi cần nói nhiều, có thể đỡ được phi luân của bổn tọa không phải là kẻ tầm thường. Bổn tọa ngày hôm nay chỉ muốn thọ giáo dài chiều. Mời đại sư xuất chiều. A Di Đà Phật, bần tăng đã để đồ đao xuống đời này đây, không dính dáng tới chuyện giang hồ nữa, mong đại sư hãy tha thứ cho bần tăng. Ta đã nhớ ra rồi. Không lẽ các hạ là ban chủ của thiết trưởng bàn Cầu Thiên Nhẫn? Bần tăng pháp hiệu Từ Ân. Được, Từ Ân. Nhớ năm xưa thiết trưởng bàn Hoài Trấn Võ Lâm, danh hiệu Thủy Thượng Phiêu của người thật là nổi tiếng. Nhưng mà đáng tiếc, đáng tiếc. Sư phụ, đáng tiếc cái gì? Là cái gì vậy? Đáng tiếc nhất thiết trưởng bàn ngày hôm nay đã biệt tích trong giang hồ rồi. Chẳng trách ban chủ cũng cạo đầu đi tù để làm thầy chùa. Ta năm xưa không thể thấy được cái anh tú của các hạ thống lệnh thiết trưởng bang thật là đáng tiếc. Bổn tọa lần này trở lại Trung Nguyên,
nghe nói lên muội Thù Thiền Thước và Công Tôn Chỉ đều đã tán mạng ở tại Tuyệt Tình Cốc, nhưng không ngờ ngày hôm nay lại có thể gặp được ban chủ thiết trưởng bàn. Cầu tiên sinh đã qua đời nhiều năm, bần tăng pháp hiệu Từ Ân. Từ Ân cũng được, Cầu Thiên Nhẫn cũng được. Người nói người đã để đồ đao xuống à? Nhớ năm xưa thiết trưởng Thủy Thiên Phiêu giết người vô số, không lẽ có thể để đồ đao xuống thật sao? Bổn tọa ngày hôm nay cũng muốn thọ giáo, xem đồ đao trong lòng của người để xuống thật chưa. Xin đại sư đừng có dồn dập làm khó người ta. Bần tăng còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ. Khoan đã, đại sư xem chi. Người đã bị trúng chưởng rồi sao chịu ra tay? A-di-đà-phật. Lấy ra tay đi. Phạm giới nữa rồi, đệ tử không thể nào trừ khử được ma chưởng ở trong lòng. Không, lần này ngươi không có làm sai. Người đó là Kinh Luân Pháp Dương, là quốc sư của Mông Cổ, tâm phục bất chánh giết người vô số, cũng là cộng địch của Đại Tống Hoàng Triều của nước Đại Lý đó. Đại ca ca, lúc nãy là tiếng gì vậy? Giống hệt như là sơn băng địa liệt, cũng giống như là sấm sét ở trên trời. Nếu ta đoán không sai, chính là sư tử hống. Xem ra cáo nhân chắc là ở gần khu này. Sư tử hống? Sư tử hống là cái gì? Vị cao nhân kia ở chỗ nào hả? Sư tử hống là một môn võ công cực cao thâm, tin chắc cao nhân kia ở trong vòng 10 dặm mà thôi. Đại ca ca, không cần biết cao nhân hay không cao nhân gì, chúng ta có đi tìm lão bà trong Hắc Long Đàm hay không? Được. Đại ca ca, thôi để em thử đi. A-di-đà-phật. Anh cô có ở đây không? Lão tăng nhất đăng xin gặp, phải ra ngoài gặp ta. Đó chính là Thiền Lý Truyền Âm. Vị cao nhân kia đã ở gần khu này, nhưng mà ông ta ở đâu? Các ngươi không làm gì được ta, kêu người tôi quấy rầy ta. Không phải đâu, người lúc nãy không phải do chúng tôi đưa tới. Các người đi mau, các người muốn gặp mặt ai hết. Đại ca ca, hóa ra bà này tên là Anh Cô. Vị cao nhân kia chính là Nhất Đăng Đại Sư. Đại ca ca, em nghe nói Nhất Đăng Đại Sư là một nhân vật tài giỏi, chúng ta đi gặp ông ấy, biết đâu chừng ông ta có thể giúp đỡ chúng ta. Quỳnh cũng muốn đi tìm ông, để tìm hiểu một số việc. Chúng ta đi. Đại ca ca, cách Nhất Đăng Đại Sư kia đâu vậy? Vừa nghe ông ta nói chuyện dường như là ở bên mình, nhưng mà bây giờ lại không có thấy nữa. Nhất Đăng Đồng Bạch, cách chỗ này cũng có một đường rất là xa. Ông nói chuyện dường như rất gần, thật ra rất là xa lắm. Bởi vì ông ta đã dùng thuật Thiền Lý Truyền Âm. Đại ca ca, anh có biết môn võ đó hay không? Hãy dạy cho em đi có được không? Sau này chúng ta cách xa ngàn dặm, em có thể dùng phương pháp này để nói chuyện với anh, vậy không tốt rồi sao? Đó là Thiền Lý Truyền Âm,
Thật sự ở trong vòng mấy dặm vuông có thể nghe được đã tài giỏi lắm rồi. Những người con gái thông minh giống như mụ vậy, nếu như muốn luyện tới mức độ như nước đang đại sư, tin chắc phải luyện tới bạc đồng mới xong. Em đâu có thông minh. Nếu như em bằng 1/10 trí khôn của mẹ em thì em đã thỏa mãn trong lòng rồi. Thế mụi à, ra ngoài chơi đi. Không sợ về nhà bị chửi hay sao hả? Có phải vậy không? Đã ra ngoài chơi rồi, cha mẹ có chửi thì cũng phải đợi về nhà mới chửi được. Bây giờ có lời điều nữa cũng vô dụng. Kỳ lạ, sao giống người kia quá. Tí mũi à, mẹ có mùi lạ vậy? Mẹ em là mẹ em, nói ra anh cũng không có biết đâu. Anh à, đại ca ca à, võ công của đại ca cao hơn hay là của Nhất Đăng đại sư cao hơn? Nhất Đăng đại sư trọng vọng võ lâm, mấy chục năm trước đã nổi tiếng ngang hàng với Đào Hoa Đảo. Ông ta là nam đế ở trong ngũ đại cao thủ ngày xưa. Quên làm sao mà bằng được ông ta chứ? Không đúng, không đúng. Nếu như anh sinh sống mấy chục năm, lúc đó sẽ trở thành lục đại cao thủ. Đó chính là Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Đông và còn Thần Điêu Đại Hiệp nữa. Và còn vợ chồng Quách Đại Hiệp, như vậy trở thành bát đại cao thủ rồi. Muội không biết Quách Đại Hiệp và Quách Phu Nhân à? Em còn gặp mặt họ, họ rất là thương em đó. Đại ca ca, anh cũng biết họ nữa hả? Đại ca ca, để chúng ta tìm được linh hồn cứu Phạm Đại Phúc rồi, chúng ta đi thăm họ được không? Sang năm có lẽ huynh đệ sẽ thăm viếng Quách Đại Hiệp, nhưng mà cần phải đến lúc gặp được thê tử của huynh cái đã mới có thể cùng với cô ta đi. Phu nhân của anh chắc là đẹp lắm hả? Hơn nữa võ công rất khá. Ở trên đời này không có người nào đẹp hơn cô lòng cô ta. Nói tới võ công, huynh tin chắc bây giờ cổ dối hơn huynh nhiều. Đại ca ca, phải đưa em đi gặp phu nhân của anh nha. Hứa với em đi có được không? Vậy được. Quý tình chắc, cô sau khi gặp người chắc là thích lắm. Nhất Đăng đại sư, đệ tử Dương Quá xin chào Nhất Đăng đại sư. Dương Hiền Điệp cũng ở đây nữa. Tôi ân sư phụ sao vậy? Đại sư, với võ công của tự ân sư phụ, trên đời này ít có mấy người đã thương ông ta. Đã bị độc thương của người nào vậy? Trên đường chúng tôi tới đây đã có gặp Kim Luân Pháp Dương. Từ Ân ở trong lúc không phòng bị đã bị ông ta chưởng một chưởng, sau đó còn liên tục tấn công nên bị trọng thương. Lại là Kim Luân Pháp Dương. Đại ca, chúng ta tìm Kim Luân Pháp Dương thanh toán như có được không, để trả thù cho vị đại hòa thượng này. Không, không. Thế nào, không muốn trả thù hả? Sợ đại ca của ta đánh không lại Kim Luân Pháp Dương phải không? An tâm đi, võ công của đại ca ta hỏi giỏi lắm, nhất định có thể đánh thắng ông ấy. Tiểu cô nương, cô hiểu lầm rồi. Đệ tử của tôi bình sanh đã tạo rất nhiều nghiệp, mười mấy năm qua lúc nào cũng bù đắp lại lầm lỗ của mình. Vì ác nghiệp đã tiêu trừ, hơn nữa ông ta tuyệt đối không bao giờ muốn người ta trả thù cho ông, để giết chết kẻ thù. Ông ta chỉ mong mỏi được sự tha thứ của một người thôi, như vậy chết cũng yên thân. Ông ta tính năn nỉ lão bà trong Hắc Long Đàm đó hả? Cái bà đó rất là cương quyết. Tôi nghĩ nếu các người làm mất lòng bà ta không thể dễ dàng tha thứ đâu. Chúng tôi năn nỉ bà không chịu gặp mà. Đại sư, cái chuyện này có phải liên can tới người con qua được của anh cô hay không? Thì ra tiểu điệp đã biết hết rồi. Tôi thật không biết đầu đuôi của câu chuyện, nhưng lúc vô tình đã nghe bà ta nhắc tới. Anh cô là vợ ngày xưa của tôi, tính tình bà ta xưa nay rất cương nghị. Tiếp tục như vậy Từ Ân sẽ chịu không nổi đâu. Đại sư, nhân tùy vô cố, nếu như Từ Ân sư phụ thật lòng hối cải, cái nghiệp ông ta gây ra có thể tiêu trừ. Anh cô kia tại sao cố chấp tới như vậy chứ? Đại sư, thay cho đệ tử vô lễ, đệ tử tìm cách để mà kêu bà ta ra, để cho họ nói được rõ ràng. Được. Đại sư, đệ tử muốn đi qua mắt thợ,
mong được cử chỉ. Dương gia, ông thiệt là ngang tàn quá, nhất định phải ép tôi ra gặp mặt. Chính là Dương Hiền Điệt này hết lòng mời gọi. Nếu cần linh hồn ta sẽ trao cho các người, ta thiệt là phục các người rồi đó. Hãy mau đi cho ta, ta không muốn gặp các người nữa. Coi đã, linh hồn là chuyện nhỏ, tôi và Nhất Đăng đại sư có việc nhờ giả. Đoàn Dương gia, hãy hạ thánh chỉ đi. Cuộc đời như mộng, chuyện ngày xưa còn nhắc tới làm cái gì nữa. Anh cô, có nhận ra người này hay không? Hòa thượng này, ta làm sao biết được. Bà còn nhớ người ngày xưa đã dùng trọng thủ pháp giết hại hai con trai của bà là ai hay không? Cầu kiên nhẫn. Tên ác tặc này, cho dù thay gốc cái thằng trò đi nữa, ta cũng nhận ra hắn mà. Chuyện đó đã qua mười mấy năm rồi, vẫn còn quán trách người ta hay sao? Người này đây chính là Cầu Thiên Nhẫn. Ngay cả bề ngoài của ông ta bà cũng không nhận ra nữa, nhưng lại nhớ kỹ mối hận cũ. Cầu Thiên Nhẫn. Hắn thì là Cầu Thiên Nhẫn à? Tại sao lại đưa hắn tới đây gặp ta? Ông ta cảm thấy tội nghiệp thâm trọng, quy y ngã Phật, chịu làm đệ tử của ta đã trở thành tăng nhân, pháp danh là Từ Ân. Gây ra tội nghiệp, đi tu là có thể hóa giải được à? Hèn chi ở trên đời này có biết bao nhiêu đạo sĩ và hòa thượng. Tội nghiệp trước sau cũng là tội nghiệp, chứ không phải vì xuất gia có thể hóa giải được đâu. Từ Ân bây giờ đã bị trọng thương, sống chết nay mai. Vì vậy ông ta cần thử tới hơi thở cuối cùng, ngàn dặm lặn lội tới đây, chỉ mong xin bà chịu tha thứ cho ông. Tha thứ? Ai tha thứ cho đứa con đáng thương của ta? Cảm ơn cô đừng giúp đỡ. Cảm ơn giúp đỡ. Anh cô, đừng nói nữa. Chỉ cần đưa gã kia tới gặp ta, muốn linh hồn cũng được, muốn ta tha cho Cầu Thiên Nhẫn cũng được, ta đều có thể đồng ý. Tiền bối à, xin lỗi người bà muốn gặp là ai vậy? Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông. Thì ra là Lão Ngoan Đồng. Ông ta ở đâu? Tôi sẽ tìm cách để mời tới chùa. Hắn ở Bách Hoa Cốc, chỉ sợ nói tên của ta ra thì hắn không chịu tới đâu. Đại sư, bây giờ tôi sẽ đi mời Lão Quan Độc. Các người đợi tôi ở đây nha. Em đi nữa.